Ôi, sô-cô-la thật là ngon. Không, Mary, đừng cho ngón tay vào đài phun nước. Hãy chờ đồ ngọt nhá. Ôi, nó đây rồi, đây là một cây xương rồng. Còn cậu có gì? Thật là tệ hại. Đừng sợ Mary, tớ may mắn hơn cậu đó. Vì đây là kẹo mắt thôi. Trời ạ, thật là không công bằng. Nhưng mọi thứ đều phù hợp với tớ. Chúng có mùi thơm quá. Tớ muốn thử nó thật là ngon. Ôi, trời ạ, ăn luôn hai cái cùng một lúc nhá. Ngon thật đấy. Bằng mứt cam nhiều màu cũng rất là thú vị. Nhân tiện Mary, cô có biết bên trong kẹo cao su có siro không? Không có phần gì phải khoe khang. Bây giờ hãy ăn kẹo của cậu ở đài phun sô-cô-la đi. Thôi được rồi. Ôi, sẽ rất là ngon đấy. Kẹo dẻo với sô-cô-la là sự kết hợp yêu thích của tớ. Ôi, thật là buồn. Bây giờ hết mất rồi. Nhưng mà tớ vẫn còn. Mary nhìn đây. Trời ạ, bây giờ tớ sẽ cho hết tất cả vào sô-cô-la. Ôi, nhìn nó ngon làm sao. Tớ phải ăn cái này ngay khi trước khi ai lấy. Không thì Mary đang nhìn trông rất là thèm thuồng lắm rồi. Cậu ấy thật là may mắn. Ôi, đồ ăn này có thể ăn mãi mãi. Tớ sẽ không bị phân tâm ở bất cứ đồ khác. Ôi, trời ạ, quả này đến quả khác, không thể nào mà dừng lại được. Thôi được rồi Mary, tớ xong rồi. Bây giờ chắc là cậu đã chảy nước miếng lắm rồi. Còn cậu thì sô-cô-la đầy mặt kia kìa. Không sao, một lần sô-cô-la là không có. Ôi, bây giờ trên tay tớ vẫn còn này. Trời ạ, rõ ràng đến lúc phải thử cái xương rồng của mình rồi. Ôi, trời ạ, đau quá. Chắc là nếu phủ nó với sô-cô-la cần phải kiểm tra. Không, vẫn không thể nào mà ăn được. Tớ sẽ thử tẩm nó vào sô-cô-la thêm nữa nhé. Cậu đang làm gì vậy Mary? Ô, được rồi này. Hãy nhìn xem, trông giống như là kem vậy. Để thử nhé. Ngon thật đấy. Và rất là an toàn đấy chứ. Không có một cái gai nhọn nào. Mary, bên trong vẫn còn đầy gai đấy. Trời ạ, cẩn thận đi chứ. Thôi được rồi, tớ đã nói trước rồi đấy. Ôi, ngon quá. Ôi, ôi, có cái gì đó chọc vào lưỡi tớ. Trời ạ, ôi, trời ạ, ai bỏ nó ra đi. Mary, tớ đã nói rồi mà. May mà tớ có nhíp nhá. Đưa lưỡi của cậu đây. Tớ sẽ cố gắng giúp cậu. Ôi, cẩn thận. Cậu phải cẩn thận hơn mới đúng chứ. Khi cậu quyết định ăn cây xương rồng. Cậu nói đúng, thế tôi sao? Tuyệt quá, cảm ơn Kit. Không có vấn đề gì bạn yêu. Ồ, chuối và topping ngọt ngào, tuyệt lắm. Lần này cậu may mắn hơn tôi rất là nhiều. Cá sống sao? Ôi trời ạ, tớ không ghen tị với cậu đâu Kit. Hãy để tớ ăn đầu tiên nhé. Ôi, nhìn chuối ngon quá. Cần phải làm sạch bạn nhé. Còn bây giờ có thể nhúng vào sô-cô-la rồi. Ôi, chuối và sô-cô-la là sự kết hợp hoàn hảo. Wow. Còn bây giờ thì phải nhúng nó vào topping ngọt ngào. Như này vừa đẹp, vừa ngon. Wow, trời ạ, tuyệt lắm. Tớ muốn thử nó lắm rồi. Ngon thật đấy. Bây giờ tớ sẽ ăn chuối với sô-cô-la. Đấy, xong rồi, hết chuối rồi. Nhưng mà tớ vẫn còn topping đây này. Tớ có ý kiến rất là hay. Tớ sẽ đổ nó vào đài phun sô-cô-la. Như này, sô-cô-la sẽ còn ngon hơn. Ồ, trông thật là đẹp. Ồ, nhìn này, nó đổi màu rồi, tuyệt quá. Ồ, wow. Thật là buồn khi tớ phải nhét cái thứ kinh tởm này vào vẻ đẹp đó. Thôi được rồi, sớm muộn gì cũng phải ăn nó thôi. Tắm trong sô-cô-la đi con cá. Và trông cũng không ổn lắm. Mặc dù vẫn là cá sống. Trời ạ, chỉ ở trong sô-cô-la. Thôi được rồi, tôi sẽ thử. Thật là kinh khủng. Hương vị thật là ghê tởm. Trời ạ, tôi thấy tệ quá. Ôi, khổ thân Kit. Trời ạ, cá sống tệ hơn chỉ là cá sống với sô-cô-la thôi. Khổ thân, cậu ấy đã xui xẻo trong vòng này rồi. Có lẽ bằng cách nào đó làm sáng tỏ sự thất vọng của cậu ấy. Tôi nghĩ ra rồi.
Cậu giữ ống hút đi. Tôi phải làm gì với nó? À, ta biết rồi. Ý tưởng tuyệt vời đấy, Mary. Chúng ta có thể uống sô-cô-la trực tiếp từ đài phun nước. Ừ, ngon thật đấy. Tôi đồng ý. Nhưng mà đài phun hết sô-cô-la rồi. Ôi, chúng ta đã uống hết rồi, Kate. Ừ, và nó rất là ngon luôn ý. Ồ, đó là gì vậy, ngô sao? Tớ phải cho nó vào sô-cô-la sao? Hubba Bubba, nó rất là ngon. Ôi, và với sô-cô-la nó sẽ ngon hơn nữa. Tớ sẽ là người đầu tiên nhá. Tớ chắc chắn sẽ không vội đâu, cậu bắt đầu đi. Xem nào, xem nào. Ngon quá. Tớ sẽ đổ sô-cô-la thẳng vào như thế này này. Và bây giờ tớ sẽ đóng nó lại và lắc mạnh lên để tất cả các kẹo được bao phủ bởi sô-cô-la. Wow, nó trông thật là tuyệt vời. Bây giờ tớ có kẹo cao su sô-cô-la rồi. Tớ muốn thử nó luôn này. Ồ, tuyệt quá. Hương vị là những gì tớ cần. Tớ sẽ nhét nó vào miệng hoàn toàn. Ngon quá. Đợi đến lúc cho siêu bong bóng sô-cô-la này rồi. Thử nhá. Tuyệt quá, trông thật là tuyệt vời. Và đó vẫn chưa là tất cả, bởi vì tớ vẫn còn kẹo cao su thứ hai. Nào, trèo vào đài phun nước đi. Ôi, tớ sẽ làm tương tự luôn. Đổ vào, lắc lên và chiêm ngưỡng. Và ăn nó thực sự rất là thú vị. Tuyệt vời. Ôi, nhìn cậu ăn ngon lắm sao, Kate. Ôi, và bong bóng thật là tuyệt vời. Ừ, đúng rồi. Ngô của cậu thì thế nào rồi? Vẫn ở đây, tớ thậm chí không biết làm nào để ăn nó. Thôi được rồi, tớ sẽ nhúng nó vào sô-cô-la vậy. Như này có lẽ là sẽ ngon hơn đấy. Có mùi rất là tuyệt vời. Tớ sẽ ăn nó. Cũng bình thường. Không phải cây xương rồng, nhưng cũng không phải Hubba Bubba. Nhưng điều gì xảy ra nếu chúng ta sửa đổi nó như bây giờ nhỉ? Tớ có một cái gai trong túi đây này. Và tớ sẽ bật nó lên và làm nóng nó lên. Nếu tớ làm đúng, mọi thứ sẽ thực sự rất là thơm tho. Nào, để xem thử nào, bỏng ngô. Nhìn này Kate, nó còn đầy sô-cô-la nữa chứ. Tốt làm sao. Ồ, vị quá là tuyệt vời luôn. Có bỏng ngô có nghĩa là có thể để xem những video hấp dẫn rồi. Ồ, thử thách nấu ăn này. Tuy nhiên tớ rất là thích nó. Tớ không bao giờ có thể biết được ai sẽ thắng. Ồ, tớ cũng rất là thích bỏng ngô. Trong khi Mary đang say mê xem video, tớ có thể cho một ít vậy. Ê, không đau thế. Ai bảo cậu lấy đồ ăn của tớ. Nhìn này, đây là một khoảnh khắc rất là thú vị. Thôi được rồi, ăn bỏng ngô của cậu đi, đồ tham lam. Tớ không thể nào cưỡng lại đài phun sô-cô-la này. Ngon làm sao. Ồ, đồ ngọt này. Tớ có bánh quy Oreo. Hay quá, còn cậu có gì? Tớ không phải đồ ngọt, mà là đồ chua. Đó là chanh. Tớ đã tưởng tượng mặt của cậu khi cậu ăn chúng rồi. Rất khó để tưởng tượng. Có lẽ nếu nhúng chanh vào sô-cô-la, chúng sẽ không quá chua. Tớ rất là nghi ngờ, nhưng tớ sẽ phải thử nó thôi. Cần phải làm thật nhanh. Ôi không, nó vẫn là chua. Sao hôm nay tớ lại xui xẻo như này? Tớ cũng không biết phải nói gì với cậu Mary. Tớ không có vấn đề gì cả. Ôi, như này càng khó chịu hơn. Thôi được rồi, đồ chua. Vào đài phun nước đi, tớ sẽ cho cậu cơ hội thứ hai. Không. Trời ạ, không có gì thay đổi cả. Vẫn chua. Thôi được rồi, bây giờ chỉ cần ăn hết nó càng nhanh càng tốt thôi. Kate, ôi, cậu thậm chí không thể tưởng tượng được sự đau khổ này như thế nào đâu. Ồ, cậu nói đúng. Trời ạ, nhìn trông thật là đau khổ. Ôi, mảnh cuối cùng, tôi không thể chịu được nữa đâu. Ôi, Mary, tại sao cậu khóc như vậy? Ôi, lấy khăn đi. Lau mặt đi và trở nên lại xinh đẹp đi nhá. Cảm ơn Kate, cậu thật là tốt bụng. Mary, tớ đã nói lau mặt không phải là xì mũi. Nhanh chóng ném thứ ghê tởm này đi và không nghĩ về nó nữa. Nhân tiện, tớ còn có cái này nữa. Ôi, bánh Oreo của tớ. Xin lỗi Mary, tớ không có thời gian đối phó với cân của cậu đâu. Bánh quy đang ngon, đang chờ đợi tớ đây. Và tớ muốn ăn chúng thật là nhanh. Nhưng trước tiên, tớ sẽ nhúng chúng vào sô-cô-la. Bánh quy với sô-cô-la.
Ôi, ngon lắm sao? Ngon thật đấy. Ôi, liếm cả ngón tay luôn ý. Chờ một chút, tôi có ý tưởng này. Cần phải lấy tất cả bánh quy ra khỏi gói và bẻ vụn chúng ra. Ôi, như này cần thủ thuật karate và đập bầu nhá. Đấy, như này. Kết, cậu có ổn không? Chắc chắn rồi, bởi vì là tớ có một ý tưởng tuyệt vời. Có thể đổ sô-cô-la vào cái túi bánh Oreo này, cắm que vào và đông lạnh nó vào. Cậu sẽ không đoán được điều gì sẽ xảy ra đâu. Ôi, tớ nghĩ sẽ rất là ngon đây. Đúng rồi, nhưng mà cần phải đợi một chút. Chúng ta không vội đi đâu mà. Được rồi, tớ sẽ cho những chiếc bánh Oreo này vào ngăn tủ đá. Và bây giờ tớ sẽ tính thời gian. Xong rồi, thời gian lấy ra rồi. Ôi, trông có vẻ rất là ổn. Ôi, cậu đã nghĩ ra gì vậy Kit? Bây giờ cậu sẽ thấy thôi. Chúng ta sẽ lấy cái gậy và quay nó và bỏ nó ra. Tuyệt quá. Nhìn này Mary. Ôi, có kem Oreo, thật là tuyệt. Ngon thật đấy. Và có thể nhúng vào sô-cô-la nữa cơ. Và nó sẽ còn ngon hơn. Sô-cô-la với sô-cô-la, sô-cô-la nữa sao? Ngon ngon quá. Không thể nào mà dừng lại được. Kate, có vẻ như cậu gặp rắc rối rồi. Cậu khỏe không? Ôi, thực sự là đông lạnh rồi sao? Ôi, cần phải làm ấm cậu khẩn cấp. Nào nào, để tớ đắp chăn vào nhớ. Ôi, kem ngon quá. Cảm ơn Mary. Rất vui để giúp đỡ. Kate, cậu ăn ngon miệng thật đấy. Được rồi, cậu sẽ không chia sẻ đâu. Đây, ăn đi Mary. Cậu là vị cứu tinh của tớ mà. Thú vị thật đấy. Ở đây có gì? Wow, kẹo dẻo. Ôi, thật là một cơn ác mộng. Ôi, chắc chắn rồi. Phô mai của tớ rất là hôi. Thật là xui xẻo quá đi mất. Tớ có một ý tưởng. Kẹo dẻo sẽ cứu khỏi cái mùi hôi thối này. Kate, cậu sẽ xử lý phô mai nhanh đi. Nếu không chúng ta sẽ chết ngạt mất. Ôi, tớ thực sự phải ăn nó sao? Tớ không cảm thấy thích nó chút nào. Nếu tớ nhúng nó vào sô-cô-la thì nó có hết mùi không? Ôi, tớ nghĩ không có gì thay đổi cả. Thôi được rồi, tớ sẽ cắm một miếng nhỏ vậy. Ôi, thật là ghê tởm. Ai thậm chí đã nghĩ ra loại phô mai khủng khiếp này vậy? Ôi, cái này chỉ có chuột mới ăn được thôi. Ôi, trời ạ, không ngon đâu. Ôi, có gì đó không ổn. Ôi, trời ơi, ghê quá, mùi thật là hôi thối. Chúng ta cần khởi trương làm gì đó. Với sô-cô-la. Đấy, chính xác là những gì tớ cần. Tuyệt lắm. Nhưng mà tớ bị bẩn hết rồi. Tớ cần phải lấy cái khăn gì đó để lau. Ê, Kit, đây là áo phông của tớ. Cậu đừng lấy làm khăn chứ. Trời ạ, à, tại sao cậu không lau vào áo của cậu? Trời ơi, cậu có bình thường không? Thật là khó xử. Mary, cậu có muốn ăn kẹo dẻo của cậu không? Chính xác, kẹo dẻo của tớ. Họ đang chờ đợi tớ mà. Tớ sẽ lấy que đầu tiên và nhúng nó vào sô-cô-la. Tuyệt quá. Ngon lắm sao? Tớ muốn nhiều hơn nữa. Cần phải nhúng kẹo thêm một lần nữa nào. Quá là ngon. Không thể nào mà dừng lại được. Ôi, Mary ăn ngon quá, tớ cũng muốn. Xin lỗi Kate, nhưng mà kẹo dẻo là của tớ, vì vậy tớ sẽ tự ăn chúng. Như này này, từng miếng một. Hương vị quá là tuyệt vời. Ồ, vẫn còn một cái nữa này. Nào, tớ sẽ phải lấy nó thôi. Không nhanh như vậy. À, như vậy chứ gì, vậy chúng ta sẽ chiến đấu bằng kiếm. Và người chiến thắng sẽ nhận được ăn viên kẹo dẻo cuối cùng. Và nó là của tớ. Để thử nhá. Ngon thực sự đấy. Thôi được rồi, tớ vẫn còn ăn phần còn lại nữa này. À, vẫn còn hai cái nữa này. Ôi, đúng vị như tớ thích luôn. Vị ngon thật đấy. Mary, trời ạ, cậu cho vào mũi cậu rồi mà. Thì sao, nó vẫn ngon như vậy. Trời, oản tục tì sẽ mai bắt đầu trước nhá. Tớ thắng rồi. Coi như tớ là người đầu tiên ăn món ngon. Ôi, đáng yêu quá, bánh Oreo yêu thích của tớ. Ai thích bánh Oreo? Chính xác, ai cũng thích nó. Đặc biệt là tất cả mọi người đều yêu thích lớp màu trắng.
Tưởng nghĩ rằng nó sẽ rất hợp với sô-cô-la. Tôi nghĩ bản thân Oreo cũng rất là ngon rồi. Ừ, nhưng chính lớp trắng mới là phần ngon nhất. Bạn đang làm gì vậy? Tớ nhận được một chiếc bánh Oreo rất dày. Đúng, chính xác, tớ muốn làm cái này. Hãy tưởng tượng sao, nếu nhúng vào sô-cô-la nó sẽ ngon như nào. Nhìn vào học hỏi đi. Wow. Ôi, ngon quá. Wow, bạn ăn nhanh thật đấy. Tại sao phải chần chừ? Bây giờ đến lượt bạn đấy, mở nắp đi. Ồ, ừ nhờ, cuối cùng cũng được. Ôi, tại sao? Trời ơi. Cái gì đấy? Tớ cần cây gậy thần làm gì? Trời ạ, bạn làm gì vậy? Trả lại món tóc cho tớ. Đừng lo, tớ sẽ trả lại thứ bây giờ. Ồ, mặc dù bạn rất hợp với màu này. Tớ không muốn cái này, tớ muốn tóc của tớ. Trời ơi, cái gì đây? Đây đây. Đấy, xong rồi. Thế mà bạn cứ lo. Ồ, mong rằng cây gậy thần sẽ cho tớ một cái gì đó thật là hay. Xem nào. Ồ, con rán. Nếu không có cây gậy thần, tớ sẽ rất sợ hãi. Nhưng tớ biết rằng con rán sô-cô-la mà, nên là có thể yên tâm mà ăn nó. Và thêm một ít sô-cô-la nữa cũng được phải không? Ồ, ngon thật đấy. Ồ, thế còn trên áo của bạn là rán sô-cô-la phải không? Không, đó là rán thật. Ôi trời ạ. Thôi, lần này tớ sẽ là người mở nắp đầu tiên. Ồ, kẹo mút. Nhưng bên trong có quả ớt rất cay. Có lẽ tốt hơn tớ nhượng cho Monica. Ừ, được rồi. Ôi, tớ có ống tiêm. Bên trong có một thứ gì đó. Hy vọng nó sẽ rất ngon. Ồ, trông được đấy. Sao? Rất ngon. Chỉ cần trộn thạch này với sô-cô-la thôi. Tớ nghĩ tốt nhất nên làm nó trên đĩa. Wow, trông rất là ngon. Ôi, đây là thạch mà. Và rất ngon. Với sô-cô-la nó sẽ còn ngon hơn nữa. Và thậm chí còn đẹp hơn. Nhìn và học hỏi đi này. Ôi, không biết bạn đang nghĩ đến gì nhỉ? Mình cần một cái gậy. Wow, đẹp thật đấy. Chắc chắn rồi. Và còn rất ngon nữa. Tớ thật là may mắn. Sao? Đến lúc phải ăn rồi. Ôi, bạn may mắn thật đấy. Cảm ơn. Ôi, ngon thật đấy. Ôi, mình ghen quá. Thôi, xong rồi. Sao bạn không ăn đi? Đến lượt bạn rồi mà. Ừ, tôi sẽ ăn nó bây giờ. Kẹo mút phải ngon phải không? Ừ, tôi đúng. Món này rất ngon. Nếu bạn thêm một ít sô-cô-la sẽ tuyệt hơn. Ồ, trông rất là ngon. Sao? Bạn cảm thấy cay chưa? Chưa, rất tuyệt. Rất là tuyệt. Ôi, mình sợ cái gì chứ? Ôi, ôi, cay quá. Không. À, cứu. Trời ơi. Giác. Ôi trời ơi. Trời ơi, cay quá, cứu tớ. À, bây giờ tớ sẽ giúp cậu. Ôi, thêm nữa. Cảm ơn. Nếu không có bạn, tớ chắc chắn sẽ bị cháy rồi. Ừ, không cần cảm ơn đâu.
Giờ tự hỏi điều gì đang chờ đợi chúng ta lần này nhỉ? Thật là tuyệt! Tớ có một chiếc iPhone và cùng cái ốp lưng Poppit. Tuyệt! Hy vọng tớ sẽ nhận được một cái gì đó tuyệt vời. Ôi không! Trời ơi, thật là kinh tởm! Tớ ghét sinh vật biển, đặc biệt là bạch tuộc. Nhìn chúng thật là khó chịu. Hy vọng ít nhất sô-cô-la sẽ thay đổi hương vị của nó. Trời ơi! Nào, ăn đi! Trời ơi, trông thật là đáng sợ! Ôi không! Thật là kinh tởm! Ôi, nhờ bạn, tớ sẽ nổi tiếng trên TikTok! Bạn đang làm gì vậy? Tớ có bạch tuộc trong miệng đây này! À, bạn cười chứ gì? Ôi, trời ơi, sợ quá! Đừng dọa tớ! Hãy để tớ yên để tớ nổi tiếng đi! Sao? Bạch tuộc có ngon không? Không, không ngon chút nào, thật là kinh tởm! Ôi, may quá xong rồi! Monica, bạn có biết rằng bạn phải nhúng điện thoại vào sô-cô-la không? Tớ vừa nhận ra điều đó! Tạm biệt iPhone mới của tớ. Bạn là một người rất tuyệt vời. Ôi, bây giờ phải liếm hết cái này sao? Ừ, đúng rồi. Sô-cô-la cũng ngon đấy chứ. Tớ sẽ thử cắn nó. Ai? Wow, có vẻ như iPhone không phải lòng bạn rồi. Sao xem nhá. Táo, nó ngon và tốt cho sức khỏe. Hành tây, ôi nó không ngon, mặc dù tốt cho sức khỏe, thật là kinh tởm. Trời ạ, bạn lại may mắn rồi. Một quả táo có thể ngon hơn rất nhiều nếu bạn ăn nó cùng với nhiều các lớp phủ khác nhau. Nếu nhúng nó vào sô cô la và sau đó rắc màu lên thì quả táo bình thường sẽ trở thành một thứ rất ngon. Tớ sẽ dùng cái gậy này để chọc vào, nhúng vào sô-cô-la. Trông cũng đẹp đấy. Cũng đẹp đấy. Bây giờ thì nhúng vào. Bạn hãy nhìn nó đẹp làm sao. Nào thử đi. Sao, ngon không? Ngon hết sức. Táo với sô-cô-la rất ngon, nhưng cùng với topping còn ngon hơn nữa. Ồ, bạn giống như quả táo kìa. Không muốn cười đâu. Thật ra bây giờ trông nó còn ngọt ngào hơn trước. Bạn đừng có cười nữa. Bạn ăn hành tây đi. Ít nhất mọi thứ đều rất ngon đối với tớ. Trời ơi, đúng rồi. Củ hành khó chịu này đang đợi tớ. Trời ạ. Nếu mà Monica khen ngợi những topping như này thì thực sự là chúng ngon. Tớ hy vọng nó sẽ giúp tớ thoát khỏi vị hành tây. Ôi, tớ nghĩ không có gì có thể bỏ được mùi hành tây đi đâu. Bây giờ chúng ta sẽ xem. Chắc là bạn đang lừa tớ thôi. Hãy nhìn đi, trông rất là đẹp. Thấy chưa? Ôi Jack, tớ rất buồn cho bạn. Thôi bắt đầu nào. Ôi trông không. Trời ơi, khó ăn quá. Phải ăn thật là nhanh và không nghĩ đến chuyện này. Ôi trời ơi, mùi vị thật là kinh tởm. Thấy chưa, mình đã nói rồi mà. Trời ơi, mồm tớ như mùi thùng rác vậy. Trời ạ, ít ra sô-cô-la sẽ giúp tớ. Trời ạ, Giác, hôm nay bạn không may mắn rồi. Bây giờ bạn lại có bộ rau sô-cô-la kìa. Điều chính là không phải ăn hành khó chịu nữa.
Trời ạ, mệt mỏi quá. Thôi đừng đợi nữa, hãy bắt đầu vào cuộc chơi. Emma và Kate đang chờ điều gì đó xảy ra tiếp theo. Dâu tây hay ớt sừng? Kate, bạn không may mắn rồi. Còn Emma thử dâu tây phủ sô-cô-la ngay lập tức, rất ngon. Như mình tưởng tượng, rất là ngon. Nào Kate, không cần ghen tị đâu. Tớ sẽ tưởng tượng đây cũng là dâu. Chỉ hơi cay một chút thôi mà. Tớ không sợ đâu. Nào ớt, vào sô-cô-la thôi. Mọi thứ đều ngon với sô-cô-la. Không đến nỗi tệ. Ôi, giúp tôi. Cho tôi cái gì đó. Nóng quá. Ôi, nhìn phong tác của bạn kìa. Tôi có thể hiểu được tất cả mọi thứ, nhưng điều này hơi quá. Bạn có quá nhiều sô-cô-la trên mặt. Cho tớ ăn cùng được không? Ừ, ngon quá. Được rồi, đừng giận. Lần này Emma không gặp may rồi. Quả chanh. Ôi. Còn Kate thì Oreo. Wow, yes. Ồ, sẽ ngon tuyệt khi ăn chung với sô-cô-la. Emma vừa tưởng tượng vừa chua như thế nào. Chua kinh khủng. Không có cách nào khác, bạn vẫn phải trải qua nó thôi. Nhưng Emma không hề đơn giản chút nào. Hãy nhìn cô ấy đã làm gì kìa. Wow. Đây thực sự là phép thuật. Vẻ đẹp lung linh này là gì? Điều kỳ diệu. Yum. Kết vội vàng nhúng chiếc Oreo của mình vào đài phun nước như vậy. Vẫn chưa rõ liệu có ngon như đẹp không. Nhưng chúng tớ thực sự hy vọng như vậy. Kate nhanh chóng xử lý một chiếc bánh quy đầu tiên. Mọi thứ có vẻ rất tốt đẹp. Nhưng đến lần thứ hai, rõ ràng món này không ngon chút nào. Mà còn chua kinh khủng nữa. Bánh donut và súp lơ. Ở đây có sự tương phản như vậy để không bị nhàm chán. Emma lại không may. Kate không có thời gian để ý đến bạn mình, bởi vì bạn ấy có món ngon như vậy. Nhưng Emma tinh danh đã biết trước rằng sẽ rất vui. Súp lơ, được rồi. Nhìn không hấp dẫn lắm, nhưng vẫn còn cơ hội. Thơm ngon. Tuyệt. Tớ không bao giờ nghĩ rằng sẽ ngon như vậy. Bạn có muốn thử không? Một hương vị khác thường. Chúng ta sẽ đổi chứ. Tuyệt vời, bạn sẽ không hối tiếc đâu. Vâng, chỉ cần cho thêm sô-cô-la vào, bạn sẽ ngạc nhiên rằng nó sẽ rất ngon. Aha, bị lừa rồi. Trời ơi, bạn dễ tin quá. Bạn nghĩ rằng nó sẽ ngon thực sự sao? Thật là buồn cười khi nhìn bạn Kate. Nhưng tớ có bánh rán. Không có ai nói rằng món này không ngon đúng không? Vâng, tớ sẽ không đưa lại cho bạn đâu, đừng hy vọng. Wow, yes. Kẹo dẻo và trứng luộc. Các bạn tự thấy ai gặp may rồi. Nhưng biết đâu Emma lại nghĩ ra cách để giải quyết vấn đề này. Ôi, đôi mắt khổng lồ, trông thật đáng sợ nhưng ngon lắm. Cuối cùng
cùng kết cũng có cái gì đó ngon. Và Emma chắc chắn sẽ không được ăn cắp. Thưởng thức đi. Emma thì rất buồn. Chúng. Bây giờ chúng ta sẽ xem bạn ấy ăn chúng. Trời ơi, lại còn trong sô-cô-la. Nếu xem xét trên khuôn mặt của bạn ấy, có vẻ như không ngon lắm. Ôi. Bạn ấy ăn hết, và thậm chí còn không nôn nữa. Hay mà rất đói. Wow. Vòng này có khoai tây chiên và vài viên kẹo mút siêu lạ mắt. Khoai tây tất nhiên là ngon rồi, nhưng chắc chắn sẽ không hợp với sô-cô-la. Còn kẹo thì sao? Trông tuyệt. Nhưng cứng quá không cắn được. Emma cẩn thận không gãy răng đấy. Oops. Tội nghiệp kép bị đánh ngay vào trán. Bạn có thể cẩn thận hơn được không? Bây giờ Kate có lông mày đặc biệt. Trông thực sự rất hài và kịch lạ. Được rồi, không phải lúc này. Khoai tây. Thành thật mà nói, tớ không muốn thử sự kết hợp này. Nhưng tớ phải làm. Wow, tuyệt quá. Tớ không nghĩ rằng nó sẽ ngon như vậy. Tuyệt vời. Yeah. Cho tớ xin thêm ít khoai được không? Ôi, mùi này từ đâu ra vậy? Có mùi như phô mai trên đĩa của Kate. Ôi chúa ơi. Không ghen tị với bạn ấy được. Kẹo dẻo của Emma rất ngon. Bạn ấy đã nghĩ ra một cách nữa. Như này sẽ còn ngon hơn nữa. Có tưởng tượng bạn ấy có thể uống được bao nhiêu sô-cô-la bây giờ không? Thậm chí còn ngon hơn cả cacao với kẹo dẻo. Câu chuyện cổ tích sô-cô-la. Trong khi Emma thích thú với ý tưởng tuyệt vời của mình, Kate cũng không kém xa. Aha. Mặc dù mùi từ phô mai rất kinh khủng, nhưng vẫn phải đối phó với nó. Nút mũi. Marshmallow. Hả? Chà, bây giờ Kate sẽ không sợ mùi gì nữa. Phô mai như phô mai. Chỉ cần đổ thêm sô-cô-la lên đó, càng nhiều càng tốt. Chỉ là hơi lạ một chút thôi. Nhưng sô-cô-la ngọt đến mức vẫn ăn được. Nếu không phải tính của Emma thì mọi thứ sẽ diễn ra như kim đồng hồ. Nhưng không. Và cuối cùng kết lại là thiệt hại. Chúng tớ cũng đang chờ mong. Yes. Kẹo cao su và bánh mì kẹp xúc xích. Rõ ràng ai là người hạnh phúc ở đây và ai không. Kẹo cao su này giống như trúng xổ số vậy. Nhưng nó sẽ ngon hơn với sô-cô-la, phải không? Thật thú vị. Nếu bạn thổi phồng bong bóng thì nó sẽ là sô-cô-la hay không? Hãy nhìn gương mặt của Emma.
tội nghiệp, đang rất ghen tị. Bong bóng thực sự là sô-cô-la rất to. Wow! Trông thật là tuyệt. Yeah! Wow! Nhưng Kate, hãy suy nghĩ trước khi cắn nó. Boom! Và đây là một vụ nổ sô-cô-la lớn. Hóa ra lại là rất vui. Kate lại muốn làm lại một lần nữa. Ngay cả Emma cũng không còn ghen tị và cười nữa. Thật ra tớ chỉ muốn ăn bánh mì kẹp xúc xích với tương cà, nhưng không phải là sô-cô-la. Nhưng phải tuân theo quy tắc. Tớ đã tưởng tượng nó sẽ kinh tởm như thế nào. Ôi, mãi mà ăn được hết. Sự cân bằng. Một người thì vui, người khác thì không. Sushi, cá và sô-cô-la từ trước đến nay chưa bao giờ được ăn với nhau. Thật là khó tưởng tượng ai có thể thích được điều này. Chắc chắn không phải Kate. Bạn ấy đáp ứng các điều kiện của thử thách và sushi với sô-cô-la. Trông thật là tệ. Và cũng không ngon một chút nào. Emma mong đợi nhiều từ nachos của mình. Cho đến nay, mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ. Nhưng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Ồ, tuyệt vời. Emma thích mọi thứ. Vậy cuốn đi đến mức bôi sô-cô-la hết cả lên người mình. Nachos đã hết sạch rồi. Và chỉ còn lại ký ức. Nhưng Emma không muốn bỏ cuộc. Đây là kích thước phù hợp. Oh, wow. Vào đài phun nước sô-cô-la nhanh lên. Nhưng Emma loay hoay lâu quá. Muốn thêm sô-cô-la. Cuối cùng, Kate cũng không chịu được nữa. Cuộc chiến thực sự bắt đầu. Emma, bạn cần phải cẩn thận hơn mỗi lúc bạn có đồ ăn ngon trong tay. Ai nhanh tay đây? Tốc độ trong trường hợp của chúng ta là tất cả. Khoai tây chiên kết thúc nhanh như chóng mặt như nó xuất hiện vậy. Xong. Hãy nhìn vào cảm xúc của Kate. Bạn ấy rất hạnh phúc. Nhưng Emma thì không. Yes! No! Đúng rồi, Kate lại có những chiếc thìa xinh xắn. Wow! Bạn này rất tiện để xúc sô-cô-la. Và đây là những thứ của Emma. Đồ hải sản. Những con bạch tuộc rất dễ thương trong sô-cô-la. Nhưng chắc không ngon chút nào. Emma phải được ghi công. Bạn ấy là một người anh hùng. Bạn ấy che giấu cảm xúc của mình. Nhưng nét mặt của bạn ấy đã phản bội tất cả. Dù sao thì đây cũng là sự kết hợp khủng khiếp. Những chiếc thìa nhỏ rất đáng yêu. Ai đó sẽ được ăn ngon bây giờ. Emma, cái này tiện lắm. Xin lỗi bạn không được thử. Thêm một chút nữa cho đầy cái thìa. Nhân tiện, bạn có biết rằng những chiếc thìa này có thể ăn được không? Ôi, cái gì trong thìa thế này? Sao nó lại trong miệng của tớ? Lại là bạn. Vẫn chưa đủ à? Không. Đây, của bạn đây, tự ăn đi.